Xin chào tất cả mọi người. Thì lại quay trở lại với kênh YouTube của Việt Hàn UK. Thì hôm nay em sẽ mang đến cho anh chị một siêu phẩm mà mới về tại Việt Hàn luôn. Xe mới về hôm qua thôi. Đó là bên cạnh em đây là chiếc Outlander này. Con này bản 2.0 tiêu chuẩn nha anh chị nhá. Chiếc xe này bên Việt Hàn đang bán là 768 triệu. Giá chào bán của Việt Hàn đó. Thì nếu như mà hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá tại sao mà em nói một chiếc xe này là một chiếc xe đặc biệt mà mới về của Việt Hàn nha anh chị nhá. Đây là chiếc Outlander bản 2.0 tiêu chuẩn 2019. Và một điều đặc biệt nhất của chiếc xe này là theo như anh chị có thể thấy đây, toàn bộ chiếc xe nó là màu trắng. Và nước sơn zin của nó vẫn còn 100% nha anh chị nhá. Nếu như mà anh chị nào chưa tin có thể ghé ngay Việt Hàn để có thể xem và cảm nhận trực tiếp với chiếc xe này. Đó, chiếc xe này sản xuất năm 2019 nhưng được đăng ký tháng 1 năm 2020. Và chiếc xe này nó thuộc loại là siêu siêu lướt nha anh chị nhá. Chiếc xe này nó mới chạy có hơn 5.000 km thôi. Xe ra xe hơn 1 năm rồi, gần 1 năm mà mới chạy có 5.000 km thì theo như anh chị có thể thấy là nó còn rất là mới luôn. Đó, nước sơn zin ở bên ngoài nó còn 100% cho anh chị. Nếu như mà anh chị nào mà cảm thấy là chưa tin hoặc là chưa đảm bảo về cái đó thì anh chị có thể đến ngay của Việt Hàn, đó là 39 quốc lộ 1A Hiệp Bình Phước Thủ Đức và 387 quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước Thủ Đức để có thể xem và cảm nhận trực tiếp về chiếc xe này, xem nó còn được mới hay không nha anh chị nha. Đó, rồi thì chúng ta sẽ đi vào trong nội thất, xem nội thất ở bên trong nó còn được nhiều hay không. Với một chiếc xe 2019 đăng ký 2021 và mới chạy có 5.000 km thì xem nội thất của nó bên trong nó như thế nào nha anh chị nhá. Em vừa mở cửa ra thì em vẫn còn thấy thơm mùi xe mới đó nha anh chị nhá. Đó, ở đây thì chúng ta có thể thấy siêu này, ở những cái hộp cửa, hộp kính còn rất là mới, chắn ánh sáng ban ngày này. Đó, đem nổ máy cho anh chị này. Chìa khóa smart key rồi. Đó, rất là tốt, đầy đủ rồi. Còn rất là mới luôn, anh chị có thể thấy ở đây không có một vết xước hay là gì cả. Với một chiếc xe và đồ này nó là 5.400 km. Đó, đầy đủ để cho anh chị ngon, bổ, rẻ mà không khác thì xe mới. Coi như anh chị, nếu như mà anh chị nào mà về Sài Gòn thì con này anh chị mất đâu đó thêm khoảng 30 triệu để sang tên nữa. Bởi vì xe này là xe biển tỉnh. Còn nếu như mà anh chị nào mà ở tỉnh thì mình sẽ mất đâu đó khoảng tầm 15, 16 triệu nữa tiền sang tên. Là chiếc xe của mình nó về tên, về giá trị, về tên, đứng tên chính chủ của mình rồi nha anh chị nhá. Đó, anh chị có thể thấy đây, còn rất là bóng luôn. Một chiếc xe mới chạy có 5.000 km. Đó, bọc trần. Đó, chủ chiếc họ đã lên bọc trần rồi. Rồi bọc tất cả các thứ này để chống xước. Da, da còn rất là căng mịn. Da zin tất cả đều zin 100% luôn, zin từng con ốc luôn nha anh chị nha. Bởi vì con này nó còn chưa sơn xi gì cả, sơn zin 100% để cho anh chị có thể là yên tâm. Nó không khác thì một chiếc xe mới nó mà anh chị lại đỡ được một khoản khá khá so với xe mới luôn nha anh chị nhá. Rồi, thì giờ chúng ta sẽ đi về phần khoang máy, xem là cái phần khoang máy nó có bị làm sao hay không nha anh chị nhá. Thì đây là toàn bộ khoang động cơ của chiếc Outlander 2019 bản 2.0 tiêu chuẩn này. Thì anh chị có thể thấy đây, máy nó rất là mới bởi vì nó sử dụng chưa được 1 năm mà. Đầu đăng ký tháng 1 năm 2020 thì đến nay mới là 11 tháng, gần 1 năm thôi. Đó, thì máy còn rất là mới. Và riêng dòng Mitsubishi này thì anh chị có thể thấy là máy nó kêu rất là êm, êm ru luôn. Nếu như mà anh chị chỉ cần đóng cabo chúng tôi là chúng ta đứng cạnh là dường như chúng ta sẽ không nghe được tiếng máy đâu đó. Đó, rồi khi mà anh chị mua xe tại Việt Hàn thì Việt Hàn có cam kết chất lượng cho khách hàng luôn, là xe khi mà mua tại Việt Hàn là xe không có bị va chạm ảnh hưởng đến khung gầm xe, xe không bị thủy kích, không bị đại tu, nguồn gốc xe rõ ràng và hồ sơ giấy tờ hợp lệ để cho khách hàng có thể sang tên, để cho khách hàng yên tâm hơn với một chiếc xe mà chạy 5.000 km mà khách hàng cũ đã bán cho Việt Hàn nha anh chị nhé. Bởi vì có rất là nhiều anh chị có những cái câu hỏi thắc mắc như là tại sao những chiếc xe 2019, 2020 chạy ít như vậy mà chủ trước họ lại bán. Thì hiện tại thì Việt Hàn đi mua xe ở bên ngoài thì chỉ cần chất lượng ok, đảm bảo chất lượng là bên em mua, chứ không có quan trọng là vì sao mà khách hàng cũ họ bán đâu nha anh chị nhé. Để cho anh chị yên tâm, và bên Việt Hàn nó cam kết chất lượng cho anh chị rồi thì anh chị đỡ phải lo về những cái phần đi test hay là đi kiểm tra xe. Đó, thì đó, đó là toàn bộ chiếc Outlander 2.0 tiêu chuẩn 2019 này. Thì nếu như mà anh chị nào mà cảm thấy cái giá này nó phù hợp và nó đỡ được cho anh chị một cái khoản kha khá so với xe mới thì anh chị có thể đến ngay tại Việt Hàn để có thể thương lượng giá trực tiếp. Trên cái giá 768 triệu vẫn còn thương lượng khi anh chị có coi chiếc xe trực tiếp nha anh chị nhá. Đó, rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.